Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món ăn nữa cũng rất là quen thuộc với mọi bữa cơm gia đình của chúng ta. Món ăn này rất là đậm đà và đưa cơm, dễ thực hiện. Đó là món sườn non ram mặn. Và để thực hiện cái món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là 300g sườn non. Sườn non sau khi mua về thì các bạn sẽ chặt ra từng cái khúc vừa ăn như thế này, và các bạn sẽ rửa sạch với nước muối pha loãng nha các bạn. Các bạn có thể cho vào sườn một ít rượu trắng để chúng ta khử cái mùi hôi ở trong thịt. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là một ít tỏi băm, hành tím băm, đầu hành lá đập dập băm nhuyễn và hai chế ớt hiểm như thế này. Nếu các bạn không ăn cay được thì các bạn có thể thay thế một ớt sừng nha. Ớt hiểm thì các bạn sẽ đập dập để cho nó loại bỏ bớt những cái hạt ớt nha các bạn, bởi vì hạt ớt thì ăn không tốt. Ở đây là một muỗng cà phê mật ong. Đối với món sườn non ram mặn này thì chúng ta không thể thiếu gia vị, đó là mật ong. Tiếp theo đó là tiêu xay, muối, bột ngọt, đường và nước tương. Nếu như các bạn dị ứng với bột ngọt hoặc là các bạn không thích ăn bột ngọt thì các bạn có thể thay thế bằng hạt nêm cũng được nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món sườn non ram mặn này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi ướp trước gia vị cho cái phần sườn non. Các bạn cho sườn non vào một cái tô như thế này. Đối với 300g sườn non thì các bạn sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh nước tương. Hôm nay mình sử dụng nước tương chứ mình không sử dụng nước mắm nha các bạn. Đối với nước tương thì nó sẽ giúp cái món ăn của mình nó lên màu rất là đẹp. Tiếp theo nữa các bạn sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Các bạn sẽ cho đây một muỗng cà phê mật ong. Về mật ong thì các bạn không nên cho quá nhiều, bởi vì nếu các bạn cho mật ong quá nhiều thì khi mình ram sườn á, thì rất là dễ bị cháy cái lớp bên ngoài, và lớp trong thì nó vẫn chưa chín nha. Tiếp theo nữa các bạn sẽ cho vào đây một nửa hành tím băm, một nửa tỏi băm, và cho hết cái phần đầu hành lá đập dập băm nhuyễn vào luôn. Các bạn sẽ cho vào đây một ít tiêu xay. Bây giờ các bạn sẽ ướp sườn trong khoảng thời gian là 15 phút để cho cái phần sườn của mình nó thấm đều gia vị. Món sườn non ram mặn mình nói là nó mặn thôi, nhưng mà thật ra là nó chỉ hơi mặn mặn ngọt ngọt đó các bạn. Rất là đưa cơm nha, ăn với cơm trắng rất là bắt cơm. Không có phải là mình nói sườn ram mặn là nó mặn lắm rồi, nó vừa vừa thôi, có mặn có ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ để sang một bên. Tiếp theo nữa các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một cái chảo hoặc là một cái nồi đất như thế này. Hôm nay thì mình sẽ ram sườn bằng nồi đất thì nó sẽ ngon hơn. Các bạn sẽ cho vào nồi là một muỗng canh dầu ăn. Bây giờ chúng ta sẽ đi thắng nước màu cấp tốc nha các bạn. Mình sẽ cho đây là nửa muỗng canh đường. Ban đầu khi mới cho đường vào thì các bạn để ở mức lửa lớn vừa nha các bạn. Mình chờ cho cái phần đường của mình nó chuyển sang màu caramel thì lúc đó mình sẽ chỉnh về cái mức lửa nhỏ nhất. Lúc này đường của mình nó đã dẻo quánh và nó bắt đầu chuyển sang màu caramel thì bây giờ các bạn sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ nhất nha các bạn. Mình chờ cho nó sủi bọt lên thêm một chút nữa nha. Rồi bây giờ đường của mình là các bạn, nó bắt đầu nó đã sủi bọt nè. Lúc này đường của mình nó đã bắt đầu sủi bọt được như thế này thì các bạn sẽ tạm thời tắt bếp. Và các bạn sẽ cho tỏi và hành tím băm còn lại vào. Các bạn nhớ lúc này là mình tạm thời tắt bếp nha các bạn, bởi vì nồi đất của mình nó giữ nhiệt rất là lâu, cho nên tốt hơn hết là mình nên tắt bếp. Rồi sau khi tỏi và hành tím vừa thơm thì bây giờ các bạn sẽ cho sườn mình đã ướp trước đó vào. Mình đảo đều tay để cho sườn của mình nó thấm nước màu. Rồi bây giờ các bạn sẽ bật bếp trở lại. Đối với món sườn ram thì các bạn có thể là không cho nước cũng được nha các bạn.
nhưng mà mình cho vào đây khoảng chừng một muỗng canh nước lọc để mà mình tráng đều hết cái phần gia vị còn sót lại trong cái tô nha các bạn. Cho nên là đối với món này các bạn có thể là không cho nước cũng được, bởi vì mình là nấu sườn ram mà các bạn, nên là không có nước vẫn được. Và bây giờ các bạn sẽ đảo đều. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại khoảng chừng 5 phút. Rồi sau khoảng thời gian 5 phút mình để mức lửa trung bình thì bây giờ sườn của mình nè các bạn, nó đã lên màu rất là đẹp rồi. Giờ chúng ta sẽ mở nắp ra và các bạn sẽ đảo đều cái phần thịt của mình nha. Nước tương nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình rất là đẹp đó các bạn. Nhưng mà nếu các bạn không thích ăn nước tương thì các bạn cũng có thể thay thế bằng nước mắm nha. Đối với phần nước mắm thì các bạn sẽ giảm cái liều lượng nước mắm lại, bởi vì thường thì nước mắm nó sẽ mặn hơn nước tương đó các bạn. Nước tương hay còn gọi là xì dầu. Rồi sau khi mình đảo đều xong thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đậy nắp lại thêm 5 phút nữa. Mình đảo khoảng chừng được 3 lần thì mình sẽ không đậy nắp nữa nha. Cứ 5 phút mình mở nắp ra và mình đảo một lần. Rồi thêm 5 phút nữa là từ nãy giờ là được 10 phút rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ tiếp tục mình mở nắp ra và mình sẽ chở thịt nha. Màu rất là đẹp và rất là thơm luôn. Giờ mình sẽ đậy nắp lại thêm 5 phút nữa. Là tổng cộng là 15 phút đó các bạn. 15 phút mình đậy nắp nha. Rồi ha các bạn, sau 15 phút với 3 lần mình đảo thịt như thế này thì bây giờ mình sẽ mở nắp ra và mình sẽ không đậy nắp nữa. Bây giờ các bạn sẽ chỉnh về cái mức lửa lớn hơn một tí. Bây giờ mình sẽ ram đến khi nào cái phần sườn của mình đó các bạn, nó cạn nước luôn nha. Nó kẹo nước lại luôn. Lúc này là sườn của mình nó đã lên màu đẹp luôn rồi nè. Lên đậm hơn rồi đó. Giờ mình chờ cho nó kẹo lại nữa là xong. Bây giờ các bạn sẽ cho ớt vào. Lúc này thì các bạn cho ớt vào được rồi đó. Rồi lúc này thì các bạn thấy là sườn ram của mình nè các bạn, nó đã cạn nước rồi nè các bạn thấy không. Như vậy là mình được rồi đó. Mình sẽ tắt bếp. Thì mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho lên đây một ít tiêu xay. Rồi như vậy là chúng ta chỉ cần mất khoảng thời gian từ 20 đến 25 phút là chúng ta đã có được một cái món ăn rất là ngon, đậm đà, đưa cơm như thế này. Đó là món sườn non ram mặn nha các bạn. Rất là tuyệt vời món ăn này nếu các bạn ăn kèm với cơm trắng nha, đặc biệt là vào những ngày mưa. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và sẽ có thêm một cái món ăn ngon như thế này cho gia đình cũng như là bạn bè của mình. Nếu như các bạn thực sự yêu thích món ăn này của mình thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho nhiều bạn bè của mình để cùng thực hiện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Bye bye!